mời cháu lên tiếng, cháu có điều gì chia sẻ, mời cháu lên tiếng. Con là tên của con là Phạm Thị Huệ, con chào chú Giống, chào cô Giới Hiền và con chào tất cả anh chị em đang theo dõi chương trình. Mời cháu lên tiếng. Dạ hôm trước chú có kêu con lên đó mà lúc đó con run quá, con sợ, con chưa có chuẩn bị nên con mới dám lên. Giờ con cầu xin cha gia hộ cho con có đủ cái bản lĩnh cái để con lên đó, con khỏi run sợ đó chú. Dạ, tự nhiên cháu. Con cầu xin, chú cầu xin với cha cho con mở khẩu cho con để con nói với con còn cảm thấy run quá. Rồi, xin Chúa Giêsu ban ơn đặc biệt cho cháu bơn bình an. Mở miệng cho cháu nói những gì cháu cần nói. Mời cháu. Dạ, chú cho con đọc bài kinh lại cha đó chú ạ. Rồi, tự nhiên. Giêsu Maria Giuse, Giêsu Maria Giuse, Giêsu Maria Giuse. Lạy cha, chúng con là đấng ngự ở trên trời. Chúng con nguyện danh cha cả tháng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện như đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Amen. Xin cha trời thượng đế toàn năng Giêsu thương cứu nhân loại chúng con. Xin cha trời thượng đế toàn năng Giêsu tha tội nhân loại chúng con. Xin cha trời thiên thượng Giêsu thương cứu con Maria Phạm Thị Huệ. Xin cha trời Giêsu tha tội cho con Maria Phạm Thị Huệ. Amen. Con nguyện nhận lãnh 3 tấm lệnh và 14 phước lành phép lạ của cha để được cha tha tội và thương cứu tất cả anh em nhân loại chúng con. Chúng con nguyện sống đẹp lòng cha, sống trong vòng tay đình bạc và chở che. Con Maria Phạm Thị Huệ 50 tuổi, con cầu xin cha trời thiên thượng Giêsu và Đức Mẹ Maria ban hồng ân đặc biệt cho con. Xin cha mở khẩu cho con để con nói ra những cái hồng ân mà cha đã ban cho con từ trước tới giờ. Amen. Giêsu Maria Giuse, Giêsu Maria Giuse, Giêsu Maria Giuse. Dạ, con cũng xin nói là hồng ân của cha đã ban cho con á. Con cũng kính thưa toàn thể đồng bào anh em nhân loại chúng con đó là con Maria Phạm Thị Huệ 50 tuổi, con ở Bình Phước á. Con ở trước tới giờ con vốn của con là một Phật tử thuần thành á, con đi chùa mà ăn chay niệm Phật dữ lắm nhưng mà con cầu nguyện gì cũng không được hết trơn á. Sau cái có duyên nào nó đưa đẩy con là con gặp chú Ngô Tuấn Kiệt, rồi con theo chú Ngô Tuấn Kiệt đó. Sau cái em con thấy đi lung tung đường ấy, con không biết đường nào ấy, con cứ ra giữa trời á, con cầu nguyện á, con cầu xin á, ông trời ơi có linh thiêng thì cho con biết được cái pháp môn nào để con đi cho nó đúng đường, chứ con cứ đi sai đường như vậy con không biết. Con thấy bên Phật thì cũng không ổn mà đi theo Ngô Tuấn Kiệt cũng không ổn, giờ con không biết đường nào ấy, hình như con bị loạn tâm hay sao á. Cái bữa đó cái con lên con đi, con mở con coi trên Facebook, con lướt Facebook con thấy kênh của chú Vương Đạo Đại Việt nè. Cái con vô đó con theo dõi. Đầu tiên thì con thấy con nghe chú cũng nói nó khác với các cái kênh khác. Tại sao con nghe chú chửi con cũng sợ. Sao cái con cũng cầu nguyện tiếp, con vẫn cứ cầu nguyện, con gặp có cô Giáo Hiền, cái con nghe cô Giáo Hiền nói dễ thương quá. Cái con mến luôn, cái con theo luôn, cái con bắt đầu con theo dõi tới giờ. Sau đó cái mà trước giờ con chỉ là từ năm 2000 là con gặp cái kênh của chú, con chỉ theo dõi thôi, con chưa cả cầu nguyện. Xong cái qua cái năm, nói chung là một thời gian khoảng hơn năm sau cái con mới bắt đầu con mạnh dạn ra. Cái bữa đó mà bữa trưa 12 giờ á, con mới ra trước cái ngõ của con á, cái cổng trước nhà của con á, mà con không có dám, không dám quỳ ra, con chỉ là khoanh tay con đứng, con tựa vô cái cổng y như là con đứng con chơi vậy á. Lúc đó con run lắm mà con sợ lắm, con mới đọc bài kinh lạy cha, nhưng mà con lúc đó con còn cái tờ giấy à, con chưa có thuộc à. Con vừa đọc cái bài kinh kính lạy cha xong rồi cái con mới ngửa mặt lên trời, con mới coi là nếu mà thật sự có cha trời thiên thượng Giêsu á thì xin cha hãy làm một cái phước lành gì đó hiển linh mà để cho con biết là có cha trời Giêsu, con biết mà con vững tâm mà con tin tưởng để con theo. Chứ con vừa nói xong cái con ngước mặt lên bầu trời á, trước cái nhà con là con thấy cha hiện ra đúng cái hình mà chú Giống đưa cho con để thờ á.
Ê, như vậy luôn á. Cái con thì lúc đó nếu mà con đầu tiên thì nếu như người mà bị hiểu biết đạo lâu năm thì quỳ xuống mà cầu cha con, lúc đó con cứ đứng con đếm mắt mũi con đếm tay rồi con đếm tới cái hòm rau của Khải vậy không? Trời, con đếm nói chung là con nhìn thử Khải trong cái hình này con nhìn nó giống y như vậy. Xong rồi các nghe đúng là cha rồi chứ không ai nữa hết, là cha, đúng là thật cha đã linh thiêng. Quả đúng là cha rồi đó, từ nay thì con sẽ theo cha chứ con không có dám tin tưởng vào cái gì nữa khác hết. Cái con vừa đếm xong như vậy cái cha biến mất, cha bắt đầu nói chung cha biến tan dần theo cái đám mây đó. Hay quá. Cái, dạ sau đó bắt đầu con tin tưởng, con cầu nguyện suốt, nhưng mà đều trong nhà con thì không có ai tin, nữa giờ con nói không có ai nghe, nói chung là một mình con, còn tất cả chồng con của con, cha mẹ anh em thân quyến thuộc xóm làng đều không có tin, đấy con nói không ai nghe, cứ nói con bị quỷ nhập nữa à. Nhưng mà con cũng vẫn cứ như vậy, ai nói gì nói kệ, con vẫn cứ cầu nguyện như vậy á. Rồi cái một thời gian sau á chú, khoảng hồi trong năm nè, cái lúc đó khoảng 7 giờ sáng á, con cầu nguyện vừa xong là 6 gần 7 giờ đó, con cầu nguyện buổi sáng vừa xong gần 7 giờ cái tự nhiên cái cha, cái cha có một cái đám mây trên trời, cái mặt trời lúc 7 giờ là nó mọc lên đó cha chú, cái nó tỏa tỏa ra mà thường thường con thấy là cái tia sáng màu vàng màu, hôm nay con thấy nó đủ sắc sắc màu vậy, màu đen mà đốm đen đen vàng xanh đỏ tùm lum tía gì, nó nói chung nó nhiều màu con khó nói lắm, nó tỏa 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 ra từ trong đó giống như là xòa ra cái mặt của con vậy đó. Cái xong cái con mới nói ôi sao hôm nay cái mặt trời đẹp quá, cái con trố mắt qua con cứ nhìn nhìn cái đầu cha quằn 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 cái đám mây đó, cái em cha hiện lên cái con nhìn nó, ủa sao cha hiện cái miệng của con ở trên mây làm chi vậy, có cái miệng này là của con mà, nhưng mà cái miệng con ước sự ước lượng cái chiều dài của nó là chắc khoảng 10 mét chứ đó, nếu mà con đứng ở dưới đất con nhìn lên á mà đúng y cái miệng của con á chú cái miệng con là cha hiện y như vậy á, cái con mới cầu quỳ xuống con cầu xin á, là con nói lại cha cho con biết là cha hiện cái miệng con trên mây là ý gì chứ con đâu có biết cái gì đâu. Xong cái con vừa cầu nguyện xong cái là trong đầu của con cái nó nổi lên thì kiểu như là con biết ngay có một cái hàng chữ nó nổi lên trong cái đầu con á, trong trí con để con đọc là cha bảo con cái miệng của con là con phải nói ra ba sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ của cha để cho anh em nhân loại chúng con được biết đó con nghe. Hallelujah. Dạ Đúng vậy. con nói là thì cha cho con biết như vậy thì con cảm tạ ơn cha, chứ giờ tự nhiên cha hiện cái miệng con lên con đâu biết cái gì đâu, con ngu mợ sau này con cũng cố gắng con nói, nhưng mà con này con không có đi phân phát tại vì con làm ngày mai á chú, con ngồi tại nhà khách khứa con đến thì con cứ nói như vậy mà không ai chịu nghe hết đó, nhưng mà có một số người họ cũng đang theo dõi con là từ từ bữa giờ họ thấy con có nhiều điểm khác á chú, cho nên họ hỏi là họ thấy con như vậy họ cũng bắt đầu họ tin tưởng đó, tại vì hồi trước kia là con có 50 mấy ký rồi con ốm nhom ấm nhách thôi chú à, cái con bệnh mà con ăn uống đâu có được, cái rồi từ ngày con đi xuống dưới Vĩnh Long với nhà cô Hiền đó rồi con được cô Hiền xả xả nước thánh nói chung là rửa tội cho con, rồi rồi con xin nước thánh về con uống cái rồi từ đó về sau là con cái đói bụng biết là con ăn được ngủ được rồi biết bây giờ con mập lên 60 mấy ký rồi chú, mới có mấy tháng rồi à, 5 6 tháng gì đó mà con lên 4 55 ký giờ con lên 62 ký rồi chú, Ngon lành. giờ ốm con ăn không có được con ngủ không được, nói chung là quyền năng dữ lắm chú ơi, mà có người nào á mà theo dõi thì mới biết được cái quyền năng, như trước đây á thì con cũng rất là khổ, vợ chồng con thì cứ gây lộn cãi vã hoài á, con buồn lắm, mà lúc trước con theo Phật con cầu nguyện mười mấy năm con ăn chay con niệm Phật mà con cầu cho chồng con bỏ rượu mà đâu bỏ đâu, ngày nó tăng lên chứ nó có bỏ đâu chú, vậy sao con mới khiến cho con buồn dữ lắm, mà bây giờ thì giờ con cầu nguyện thì cũng còn uống rượu nhưng mà cũng đỡ bớt rồi, nói chung là đỡ nhiều lắm, nhưng mà con có một cái nguyện như vậy này là con muốn cha trời Giêsu con nguyện đem cái công đức mà phước đức con đã làm được từ trước tới giờ và từ giờ về sau á con làm được xí nào thì con cũng xin nguyện san sẻ hết cho anh em nhân loại chúng con á, mà đặc biệt là chồng con á, để cho chồng con á thức tỉnh mà nhận lãnh ba sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ của cha, và
Con cũng rất là cần chồng con thức tỉnh đặng mà xây cái bàn thông thiên trước cái ngôi nhà của chúng con á, để cho ngày ngày con cầu nguyện rồi con lại tạ ơn cha tại cái căn nhà mà cha ban cho chúng con đó. Bây giờ con đang cầu nguyện đó mà chồng con cũng chưa có chịu á, chú à, con cũng nhờ chú, cũng nhờ cha xin cha ban hồng ân cho con xây chuyển cho chồng con mau thức tỉnh đi chú ơi. Con đang cần và con rất cần á. Tại vì giờ biến thiên nó đang đến lung tung nè, con cũng đang lo sợ đó chứ. Mà rồi cái cha cho, nói chung là cha chăm con kỹ lắm chú à. Cha, trước kia là con đói khổ lắm, con ăn ngày hai bữa thôi chú. Con bệnh rồi con ốm nhom nhất à. Cực khổ lắm, gì con làm ngày mai rồi đâu được bao nhiêu tiền, chồng con làm thợ hồ thì nói chung là cũng có nhiều cái ăn chơi sa đọa. Cho nên là con cũng buồn lắm. Rồi từ ngày con biết được cái chương trình rồi con cầu nguyện như vậy, bây giờ nó đổi khác rất là nhiều. Nói chung là cái lúc nào thì dân giờ thì con ngồi con may thường thường á, là con đói lắm no gì kệ con, nhưng mà bây giờ con cảm thấy con khát nước á, là con lười đi mua, là tự nhiên cái con suy nghĩ trong đầu như vậy, là có người đến là để cho con nhờ con họ đi mua, như vậy là con có nước uống mà nhiều lần như vậy chứ không phải một lần đâu chú. Rồi con cứ nghĩ thôi, sáng nay con nhịn con cứ ăn cơm, cái tự nhiên cái có người này cho người kia cho là con cũng cứ ăn no vậy thôi, cái con không có đói riết hồi con mập như con heo là chú. Nói chung là cha chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho con á, chứ cha chăm rất là kỹ. Với lại trước kia như là trời nóng như vậy là con ngủ không có được đâu, nhưng mà bây giờ con chỉ lên trên giường con đọc bài kinh là cha xong là con ngủ từ sáng thôi, còn nóng gì mà kể con biết gì hết trơn á. Con nói chung là con thấy cái hồng ăn của cha ban cho con quá là lớn luôn á, để con nói ra như vậy để cho anh em nhân loại được biết mà tin tưởng để tu hành theo cha. Chứ giờ nói chung là cái con thấy thiên tai nó đã quá quá đến đa đến mức như vậy rồi, con rất là lo sợ, con sợ chồng con sợ gia đình của con đủ thứ, nên hôm nay con lên chương trình để gặp chú và con cầu xin cha ban hồng ân cho con, cho chồng con nó mau thức tỉnh. Chồng con tên là Đỗ Văn Sinh đó chú, mau thức tỉnh nhận lãnh mà xây cho con cái bàn thông thiên để mà con cầu nguyện cho gia đình, chứ hiện giờ con đang rất lo và rất cần á, nên con cầu xin cha từ bữa giờ mà chưa có được hả chú. Xin 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 cha trời Giêsu là thượng đế toàn năng ban cho cháu được tội nguyện, chồng cháu giúp cháu xây cái bàn thờ thông thiên nha. Đã con xin cảm tạ công ơn của cha trời Giêsu và Đức Mẹ Maria, rồi con có nguyện san sẻ chút công đức và phước đức con cũng làm được gì đó cho tất cả toàn thể anh em nhân loại chúng con, và đặc biệt là chồng con của thân sinh á, rồi con cũng nguyện là gánh hết tội lỗi cho tất cả anh em, để cho cha trời Giêsu và Đức Mẹ Maria thương xót mà soi sáng cho tất cả anh em nhân loại chúng con mau thức tỉnh nhận lãnh ba sấm định và 14 phước lành phép lạ, để được cha trời Giêsu tha tội và thương cứu tất cả anh em nhân loại chúng con. Amen. Giêsu Maria Giuse, Giêsu Maria Giuse, Giêsu Maria Giuse. Con xin hết cho chú. Hallelujah. Amen. Rồi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Rồi cháu. Rồi cho chú gửi lời thăm ông xã cháu nha. Rồi. Con chào chú. Nhớ nha, nhớ Con chào hết Chúa anh kêu, em. Chúa bảo là dùng miệng lưỡi con để thông báo hồng ân của cha trời thiên thượng Giêsu cho người khác nha, nhớ nha. Mà chú ơi, con nhờ cái này chú xem thử con có bị bùa ngải gì không chú, tại vì trước đây con bị người ta xài bùa hại con cho nên con sợ. Dạ chú nhìn thử con có bị không, hay là bị có cái linh hồn nào nó ẩn nấp trong người con không chú? Hồi đó giờ cháu có chơi bùa ngải gì không? Con không có chơi nhưng mà con có bị người ta hại bùa có chú à. Thì bây giờ cháu đã tin tưởng vào cha trời Giêsu, cháu đeo hình của cha trời Giêsu rồi, cháu cầu nguyện hàng ngày, cháu nguyện hàng ngày thì quỷ ma bùa này cứ là cái là tụi nó xếp ra là tụi nó không dám lộn xộn đâu, tụi nó không dám đến gần con nữa nha. Tại vì con làm nghề chú nhiều lúc cũng sợ lắm chú à. Bây giờ cháu đã có Thượng Đế là cha trời Giêsu ở cùng cháu. Cháu đang đeo đeo hình của Chúa mà. Dạ Mà hình của Chúa là Chúa nói là có phước lành của Chúa đi cùng.
Thành ra khi mà cháu đeo hình của Chúa, cháu cầu nguyện với Chúa thì Chúa bảo vệ con mọi nơi mọi lúc, không có quỷ ma gì bùa ngải gì nó nhập vô được hết á. Mà nó theo theo ngày ngày xưa nó có đeo theo, bây giờ đó cháu đeo hình Chúa, cháu cầu nguyện với Chúa thì tụi nó trốn chạy hết à, không đứa nào dám ở gần con đâu nha. Rồi ok chưa? Dạ con đội ơn cha trời Giêsu, con đội ơn chú, con đội ơn cô giáo hiền, nhờ có cha có chú cô giáo hiền con mới biết được hội đồng. Amen, con mới có được ngày hôm nay à. Rồi, cảm ơn Cha Trời Thiên Thượng Giêsu ban ơn đặc biệt cho cháu nha. Rồi. Con rất là khổ mà từ ngày con biết hội đồng con cầu nguyện tới giờ thì nói chung con rất là sướng, con sắp khóa heo rồi chú ơi. Rồi, tức là tròn, tròn chứ không phải là mập, không phải là heo, mà là dạo này có vẻ tròn trịa. Ừ. Nào thì mình đừng đừng có ăn nhiều thành ra nó bắt đầu là bắt đầu ham ham ăn là mệt á. Thì trước kia con đau bao tử con ăn ít lắm, từ ngày con uống nước thánh tới giờ con cái đói mà con tính không ăn, nhưng mà cha cái cho biết cha đưa vô miệng con biết à. Ở gì đâu, cháu cao bao nhiêu? Con cao hình như mét sáu hay trên mét sáu gì đó đó chú, À, con mét nặng thì sáu, mét sáu sáu hai thì ký đó chú ơi. bây giờ nặng bao nhiêu ký? Dạ 62, gần 62 kg đó. Mấy bữa con có 52, 53 thôi à. Thì bây giờ mét mét sáu thì đừng có để vượt quá 65 kg. Dạ con ráng nhịn nhưng mà nó đói lắm mà cha. Con nói nay con không ăn đâu, con ăn sáng ngày con ăn, ăn trưa với ăn tối ngày hai bữa như từ trước tới giờ, nhưng mà cha cứ cho hoài, cha cho đưa người này đưa người kia đưa hoài con ăn. Con nhịn. Con nhịn không được. Không sao. Mình đâu có gì đâu, mình thí dụ mình ăn nhiều quá đi, mình ăn nhiều quá thì mình thấy mình không được khỏe, mình thấy mình mập thì mình cầu xin Chúa, xin đừng cho con ăn nhiều, đâu có gì đâu. Ok ha. Con thấy cha chăm con quá kỹ luôn á, con được Đúng con rồi, mà, đúng nhưng mà từ rồi. trước tới giờ con chưa có bao giờ được như vậy đâu chú ạ. Biết, biết, chú biết. Khi mà Thượng Đế mà chăm lo cho mình thì mình không có thiếu gì đâu. Ok. Rồi ha. Thì tới có gì lên chia sẻ nữa nha. Con đã Ok. đợi ơn chú, con đợi Rồi. ơn cha trời Giêsu, con đợi ơn Đức Mẹ Maria, con đợi ơn cô giáo hiền, con đợi ơn hết. Amen. Rồi, ok cháu. Rồi. Rồi, ok. Mời đồng bào gọi vào, những ai có những cái chia sẻ, những hồng ân, cũng như bất cứ câu hỏi gì liên quan đến việc làm Hội đồng lãnh đạo cứu Việt Nam và nhân loại, mến mời đồng bào gọi vào. Okay.